năm hoan lãng xôn xao nợ như đón chào. Nhờ anh tin đoán năm nay giữ nợ thế nào. Anh ta tuổi chừng hay mươi mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Cái chuyện hồi sáng á, mấy chị em mình bán ngoài chợ đó. Ờ. Gặp hai cái con nhỏ mà nó lè lẹt đi chợ xuân đó. Nhớ không? Trời, làm sao mà quên được em. Ờ. Ôi, nó hai cái con đó nha, cái thời đại nào rồi mà làm cái mặt đó nó quê, thiệt là quê. Nghĩ sao sợ người ta không biết mình đánh má hồng hay sao em. Đánh hết cái mặt. Trời ơi, mà chưa kể nha, nhìn cái cách đánh má hồng nha, mà chị muốn tán cho nó bay màu vậy đó em. Thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người.